Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 19h 50 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia góp ý vào dự thảo luật đường bộ tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Thông tin về trường song ngữ Giơ Lai đóng cửa khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Phóng viên thời sự đã tìm hiểu làm rõ phần nào sự việc. Hội khỏe phụ đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 9 sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai với nhiều đổi mới hấp dẫn. Trung Quốc không phát hiện mầm bệnh mới trong đợt dịch hô hấp đang diễn ra tại nước này. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay 24 tháng 11, Quốc hội biểu quyết thông qua luật viễn thông sửa đổi và thảo luận dự án luật đường bộ. Đại biểu Sùng An Lành, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tham luận về nội dung này. Góp ý hoàn thiện dự thảo, đại biểu Sùng An Lành đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu và chỉnh lý phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật đường bộ cho phù hợp, đảm bảo phân biệt phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đại biểu Sùng An Lành cho rằng dự thảo luật đường bộ có khả năng xung đột với quy định về ưu tiên sử dụng đất thuộc phạm vi điều chỉnh của luật đất đai. Quy định của dự thảo luật có khả năng xung đột với quy định về ưu tiên sử dụng đất thuộc phạm vi điều chỉnh của luật đất đai. Để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lược bỏ trong dự thảo luật các nội dung có liên quan đến luật đất đai, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất bổ sung các chính sách về đất đai để phát triển công trình đường bộ trong dự án luật đất đai sửa đổi đang tiếp thu chỉnh lý để trình Quốc hội xem xét thông qua. Tại phiên họp buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị thông qua nội dung dự thảo các báo cáo trình kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét cho ý kiến vào 12 dự thảo báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hóa xã hội năm 2023, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2024, báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị sau giám sát của Hội đồng Nhân dân, thường trực, các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh còn tồn đọng đến hết năm 2022, báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội. Các đại biểu đã tập trung làm rõ một số nội dung như vấn đề thu học phí năm học 2022-2023, các chính sách thu hút đãi ngộ nguồn lực của tỉnh. Đề nghị cần có sự điều chỉnh bổ sung một số từ ngữ, số liệu trong các dự thảo báo cáo đảm bảo tính chính xác đúng quy định. Ban Văn hóa Xã hội đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các đại biểu để tiếp tục điều chỉnh bổ sung hoàn thiện các dự thảo trước khi trình kỳ họp thứ 16 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 12 tới đây. Sáng nay 24 tháng 11, Cục Hải quan Lào Cai tổ chức hội nghị đối thoại hải quan doanh nghiệp và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Hải quan Lào Cai và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ban ngành và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Lào Cai. Tại hội nghị, các doanh nghiệp phản ánh những khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nêu ý kiến, kiến nghị về các nội dung công tác tham vấn giá, việc khai báo bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu không được phép sửa biển số phương tiện vận tải, việc đưa phương tiện sang Trung Quốc để chở hàng về, giảm chi phí, thời gian trong hoạt động xuất nhập khẩu. Thì cái giá tham chiếu của chúng tôi đang là, của hải quan đưa ra, đang là 7.510 đô trên một tấn. Mà trong khi đó mặt bằng xuất khẩu của Phốt Pho tại Việt Nam hiện tại nó chỉ khoảng từ 3.000 đến 4.000 đô một tấn thôi. Nên bản thân công ty tôi cảm thấy là điều này, nó cái mức giá hải quan đưa ra nó rất phi lý và xa vời với thực tế. Có thể xem xét lại các cái cơ sở tính toán và đưa ra một cái mức giá là hợp lý tại từng thời điểm mà yêu cầu phải tham vấn giá để phản ánh đúng thực chất và đúng những cái nghiệp vụ thực tế đang phát sinh tại thời điểm hiện tại.
Lãnh đạo Cục Hải quan Lào Cai cam kết luôn đồng hành với các doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, lắng nghe, chia sẻ và kịp thời hỗ trợ giải quyết vướng mắc khó khăn đối với hoạt động xuất nhập khẩu. Luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn để nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Đối với những cái nội dung mà vượt qua thẩm quyền thì chúng tôi sẽ tiếp tục có những về cơ chế chính sách, chúng tôi sẽ có những kiến nghị với cấp có thẩm quyền để tiếp tục giải quyết cho doanh nghiệp. Tại hội nghị, Cục Hải quan Lào Cai và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua một số phụ huynh có con em đang theo học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Gia Lai Academy thành phố Lào Cai đã có đơn gửi tới cơ quan báo đài về việc nhà trường thông báo đóng cửa đột ngột. Sự việc này khiến cho không ít phụ huynh đang có con em theo học tại ngôi trường này băn khoăn, thậm chí là bức xúc. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh vừa tìm hiểu làm rõ phần nào sự việc đang được dư luận quan tâm. 7 giờ ngày 24 tháng 11, tại trụ sở trường tiểu học và trung học cơ sở The Light Academy số 188 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, học sinh đã vào lớp, tuy nhiên nhiều phụ huynh vẫn nán lại để nghe ngóng xác minh những thông tin lan truyền về việc trường có khả năng đóng cửa vào tuần tới. Có những cái thông tin mà dư luận nói rằng là sẽ đóng cửa trường trong thời gian tới thì chúng tôi cũng có những cái lo lắng nên là muốn là đích thân đến đây để đưa con đến học để quan sát các cái hoạt động của nhà trường để đảm bảo an toàn cho con của mình. Nguyên nhân của những lo lắng này xuất phát từ cuộc họp đột xuất thông báo về tình hình tài chính bất ổn của công ty chủ quản là Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Hà Nội Lào Cai, thông báo sẽ phải đóng cửa trường. Nếu các phụ huynh muốn duy trì việc học của học sinh tới hết năm học, thì ngoài khoản phí đã nộp theo thỏa thuận, từ tháng 10, mỗi học sinh phải nộp thêm ít nhất từ 3 đến 3,5 triệu đồng một tháng để bù lỗ tiền trả lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các chi phí khác. Chúng tôi rất là bức xúc và cũng xin ý kiến của các nhóm lớp phụ huynh ý, thì gần như là các phụ huynh người ta không nhất trí. Chỉ được một số phụ huynh người ta nhất trí. Nhất trí ở đây với góc độ là người ta thôi, người ta bỏ ra. Đâm lao theo lao, người ta bỏ thêm khoảng 20 triệu hay 20 triệu để con học trọn vẹn hết năm để người ta chuyển đơn vị khác. Nhà trường chỉ là đưa ra một cái thông báo trấn an thôi, nhưng thực tế là vẫn chưa thống nhất được và nội bộ vẫn đang rất là chảnh choảng. Em không biết là cái việc học con mình sẽ kéo dài được đến bao giờ. Họ có thể cãi nhau năm này có năm khác, nhưng con mình thì phải đi học. Nếu bây giờ nó nghỉ quá số tiết nó sẽ bị đúp đấy, mà không phải riêng mình con em đấy, mà còn mấy chục đứa trẻ khác nữa. Có phải bây giờ xin chuyển đi là dễ đâu ạ? Sau khi nắm được phản ánh của phụ huynh, chiều ngày 23 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã có buổi làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Hà Nội Lào Cai, yêu cầu phía công ty cập nhật và thông tin thường xuyên về tình hình hoạt động của đơn vị. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ phân công một cán bộ theo dõi và hỗ trợ nhà trường hàng ngày để duy trì các hoạt động giáo dục. Lãnh đạo nhà trường cho biết các hoạt động giáo dục tại đây vẫn duy trì bình thường, tuy nhiên về phía đội ngũ chưa được công ty thanh toán lương theo quy định. Có nghĩa là đến ngày 21 tháng 11, tức là khi đã quá lương 6 ngày thì toàn bộ hội đồng sư phạm của chúng tôi là có làm một cái đơn đề nghị công ty thanh toán. Thế và ngay trong buổi chiều hôm 21 thì là về phía công ty là có giải quyết một phần, tức là tạm ứng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, chứ không phải là trả lương mà là tạm ứng. Ngày 21 tháng 11, Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Hà Nội Lào Cai đã có văn bản số 2 thông báo đến phụ huynh và giáo viên về tình hình hoạt động của nhà trường. Các hoạt động giáo dục của nhà trường vẫn được duy trì và phát triển trong năm học này và những năm học tiếp theo. Công ty không thực hiện thêm bất cứ khoản thu nào ngoài học phí và các khoản thu theo thỏa thuận với phụ huynh từ khi nhập học. Toàn bộ phát biểu của cá nhân ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc đại diện pháp luật của công ty tại cuộc họp với đại diện phụ huynh vào ngày 18 tháng 11 không có hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng văn bản này chưa thỏa đáng bởi bà Lê Thị Ngọc Hà, người ký văn bản này, hiện vẫn chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý về chuyển nhượng cổ phần, văn bản ủy quyền cũng chưa đúng quy định. Cái thông tin đấy được phát ngôn từ Giám đốc đại diện pháp luật, tuy nhiên theo đúng cái quy định của công ty cổ phần, theo điều lệ, thì tất cả các phát ngôn trước công luận, trước phụ huynh phải được hội đồng cổ đông nhất trí. Và cái phát ngôn của cá nhân anh Quang thì chưa thông qua hội đồng cổ đông
và đến bây giờ với cái tư cách người đại diện thì cái phát ngôn đấy nó không có hiệu lực. 21 tháng 11 đến thời điểm này thì mình đang là người quan sát và nhà trường quan sát với vai trò là mình đang thực hiện thủ tục pháp lý ủy quyền đại diện cho bà Đặng Thị Duyến, cổ đông sáng lập công ty. Chắc chắn là mình sẽ gửi một cái thông báo đầu tiên của Vinh. Đến bây giờ mà gửi thì thực sự nó là chưa có căn cứ và nó là quá sớm. Tiền học phí, tiền dịch vụ, phụ huynh đều đã nộp. Nhưng con em họ sẽ đi đâu nếu nhà trường bị đóng cửa? Và trách nhiệm này thuộc về ai? Những băn khoăn của người dân rất cần được giải quyết thỏa đáng để họ có thể tiếp tục yên tâm gửi gắm con em mình tại ngôi trường được kỳ vọng có chất lượng cao này. Sáng nay 24 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tọa đàm giải pháp sinh kế và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng. Tại buổi tọa đàm, tham luận của các đại biểu tập trung nêu rõ thực trạng, diễn biến thiên tai, giải pháp sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhất là những ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Địa hình phức tạp cùng với sự biến đổi khí hậu, Lào Cai đã và đang chịu tác động của 19 trên 22 loại hình thiên tai như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, rét hại, băng tuyết. Nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro được tỉnh tích cực triển khai như hình thành các mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu, tăng cường đào tạo, tập huấn, truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong phát triển các mô hình kinh tế bền vững. Ngày mai 25 tháng 11, Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 9 năm 2023 sẽ chính thức khai mạc. Hội Khỏe năm nay cũng có nhiều đổi mới, hứa hẹn mang đến một không khí sôi động, hấp dẫn của thể thao học đường tỉnh nhà. Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 9 là năm có số vận động viên tham gia đông nhất với hơn 4.300 vận động viên đến từ 49 đơn vị đoàn trong tỉnh, tăng gần 1.000 vận động viên so với Hội Khỏe lần thứ 8 năm 2020. Đây đều là những học sinh được tuyển chọn qua Hội Khỏe Phù Đồng cấp trường, cấp huyện để tham gia tranh tài ở cấp tỉnh. Đến với Hội Khỏe thì em cảm thấy rất là hào hứng và phấn khởi. Bọn em đã tập luyện rất là cố gắng để có thể chờ đến ngày hôm nay và bọn em luôn lấy cái tinh thần là để giao lưu, học hỏi và cọ sát để có thể lấy được thành tích cao nhất về cho nhà trường ạ. Ngày mai thì bắt đầu bước vào tranh tài thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị lực lượng và các em học sinh, vận động viên cũng đã chuẩn bị rất là kỹ. Và chúng tôi rất là hào hứng để bước vào cái ngày tranh tài của các môn thể thao trong Hội Khỏe Phù Đồng. Năm nay, ban tổ chức đã đưa thêm môn bơi vào nội dung thi đấu, nâng số môn thi đấu tại Hội Khỏe lên 13 môn. Công tác tổ chức cũng được đổi mới phù hợp với thực tế. Địa điểm thi đấu được bố trí thuận tiện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, sân bóng công ty Apatit và một số trường học gần nhà thi đấu đa năng tỉnh. Tổ chức Hội Khỏe thì cũng có những cái thay đổi, đấy, có những cái đổi mới để cho nó phù hợp với lại tình hình hiện tại, với một cái phương châm là hết sức là thiết thực, giữ gìn được bản sắc dân tộc và phát huy được cái thế mạnh của thể dục thể thao ở trong các cái trường học. Mặt khác là cũng đảm bảo được cái yếu tố là tiết kiệm, đặc biệt là khâu chuẩn bị các cái điều kiện để đảm bảo cái an toàn cho học sinh là chuẩn bị rất là kỹ. Sự phối hợp của các ngành cho đến hiện tại là rất là chặt chẽ. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, sự nỗ lực quyết tâm của các vận động viên, Hội Khỏe Phù Đồng năm 2023 hứa hẹn sẽ đem đến những màn trình diễn thi đấu chất lượng, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong lứa tuổi học đường và mọi tầng lớp nhân dân. Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 9 chính thức khai mạc vào sáng mai. Tuy nhiên hôm nay các vận động viên đã bước vào tranh tài ở một số môn thi đấu. Các địa điểm thi đấu được ban tổ chức bố trí hợp lý, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ cho 4 môn thi đấu đầu tiên. Theo đó, môn bóng đá nam trung học phổ thông thi đấu tại sân bóng đá công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam. Bóng đá nữ trung học phổ thông và đẩy gậy thi đấu tại nhà thi đấu đa năng tỉnh. Môn bóng chuyền thi đấu tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Môn taekwondo thi đấu tại trường tiểu học Bình Minh. Các vận động viên đều có sự chuẩn bị tốt về sức khỏe, tinh thần, chiến thuật thi đấu. Chính vì vậy, dù mới vòng loại nhưng hầu hết các trận đấu đều diễn ra hấp dẫn, kịch tính, hứa hẹn một mùa hội khỏe sôi nổi, hấp dẫn. Ngày mai 25 tháng 11, Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 9 chính thức khai mạc và diễn ra các trận tranh tài ở 10 môn thi đấu.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao hệ số sử dụng đất, đưa sản xuất từ 2 vụ lên 3 vụ đã không còn xa lạ với nông dân Lào Cai. Tại huyện Văn Bàn, người dân ngày càng tích cực hơn trong sản xuất vụ đông. Sản phẩm làm ra không chỉ phục vụ đời sống của gia đình mà còn trở thành hàng hóa mang lại thu nhập tốt cho bà con. Vụ đông năm nay thời tiết khá khô hanh, việc chăm sóc hơn 2 sào rau củ có vất vả hơn, nhưng bà Hoàng Thị Bình ở xã Hòa Mạc vẫn rất phấn chấn bởi chỉ vài ngày nữa thôi, 6 luống bắp cải xua hào này sẽ cho thu hoạch. Đây, luống rau nhà tôi này, bà ăn được một lứa rồi. Bây giờ trồng lứa thứ hai thì trồng cải bắp xua hào, xong thì khoai lang, còn lại trồng rau cải nữa. Năm nào tôi cũng mang đi bán, mùa đông cũng làm được ít, xong thì đi bán thu nhập cho gia đình. Giờ đây, nông dân Văn Bàn đã coi vụ đông là vụ chính. Không để lãng phí đất, ngay khi gặt xong lúa mùa là cây giống vụ đông đã được cấy xuống. Nhiều hộ trồng theo hình thức giải vụ, gối lứa, tránh tình trạng được mùa mất giá. Thu xong vụ mùa là mình không để đất bỏ trống nữa, mình lại làm vụ ba. Thứ nhất là mình làm khoai lang từ trồng từ lúc 9 tháng 9 đến tháng 12 đến tháng riêng là được thu, cũng được bán. Cứ mỗi cân là 15.000 thì cũng thu được khá nhiều. Mình trồng ngô, cái nào đất mình bỏ trống mình trồng ngô, là cái nào có bắp thì nếu mà ngô trắng thì mình được bán, còn ngô đỏ hay ngô tẻ thì mình để cho bò ăn cả bắp. Vụ đông 2022-2023, Văn Bàn trồng được 1.360 ha rau màu, giá trị canh tác đạt 82,6 triệu đồng một ha. Phát huy kết quả này, vụ đông năm nay, huyện phấn đấu gieo trồng 1.370 ha rau màu các loại. Các xã đã tập trung hướng dẫn bà con về khung thời vụ, trồng giải vụ, kỹ thuật canh tác. Phòng rất là quan tâm chỉ đạo các cán bộ chuyên môn kỹ thuật xuống phối hợp với xã kiểm tra, hướng dẫn về kỹ thuật rồi về phòng chống dịch bệnh cho cây trồng. Người dân cũng đã chủ động trong cái việc chuẩn bị đất gieo cấy và lựa chọn cây giống cho phù hợp với mùa vụ và đặc biệt là với thị trường. Diện tích vụ đông được mở rộng theo hướng thâm canh, nắm bắt nhu cầu thị trường. Với cách làm này, huyện Văn Bàn kỳ vọng sẽ có thêm vụ đông thắng lợi, thiết thực thúc đẩy chương trình giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp theo chương trình, 3,5% số học sinh từ 13 đến 15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử. EU hỗ trợ Phần Lan kiểm soát tình hình biên giới. Gỗ, cao su và cà phê là ba mặt hàng của Việt Nam sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng khi quy định của EU về chống phá rừng chính thức được thực thi vào tháng 1 năm 2025. Để được phép lưu thông các mặt hàng này tại EU, các doanh nghiệp nhập khẩu cần đảm bảo sản phẩm là hợp pháp và không gây mất rừng, suy thoái rừng với thời điểm mất rừng tính từ ngày 30 tháng 12 năm 2020 trở về sau. Theo đánh giá của các chuyên gia, nhìn chung ba ngành hàng này của Việt Nam ít có nguy cơ bị xếp vào nhóm rủi ro do diện tích đã ổn định từ trước năm 2020. Chính phủ Việt Nam đang thực hiện chính sách đóng cửa rừng tự nhiên. Các diện tích mới chuyển đổi từ diện tích rừng tự nhiên sang rừng trồng, cà phê, cao su chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. 3,5% học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử. Đây là kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh cả nước năm 2022. Sau 3 năm, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh gia tăng đáng kể. Trước đó, năm 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh từ 15 đến 17 tuổi tại nước ta là 2,6%. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp trung học phổ thông. Tùy điều kiện cụ thể, giáo viên lựa chọn phương pháp dạy phù hợp, trong đó lưu ý học sinh là chủ thể của các hoạt động thể hiện quan điểm, thái độ, vận dụng thực hiện các hành vi phòng chống tác hại thuốc lá.
Chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 11, ba chính đảng tại New Zealand đã ký kết thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới hơn một tháng sau cuộc tổng tuyển cử cho thấy không có đảng nào giành được đa số cần thiết để tự thành lập chính phủ. Thông báo chung cho biết, ông Peter và ông Stamer sẽ lần lượt đảm nhiệm cương vị phó thủ tướng trong nửa nhiệm kỳ. Ông Peter sẽ kiêm nhiệm vị trí ngoại trưởng, trong khi vị trí bộ trưởng tài chính được giao cho ông Nicola Willis của Đảng Quốc gia. Thủ tướng đắc cử Luzon nhấn mạnh, dù New Zealand đang gặp nhiều thách thức kinh tế, song chính phủ sẽ nỗ lực để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, tập trung vào một loạt thay đổi chính sách như sửa đổi đạo luật ngân hàng dự trữ New Zealand 2021 theo hướng xóa bỏ nhiệm vụ kép về lạm phát và việc làm, chỉ tập trung vào chính sách tiền tệ và ổn định giá cả. Ngày 23 tháng 11, Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Bờ biển của Liên minh châu Âu thông báo cử thêm các đơn vị đến Phần Lan vào tuần tới để hỗ trợ quốc gia Bắc Âu xử lý tình trạng về dòng người di cư ở khu vực biên giới với Nga. Theo thông báo, Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Bờ biển của EU, Frontex, sẽ điều động 50 sĩ quan biên phòng và các nhân viên khác sẽ tới Phần Lan cùng với các thiết bị như xe tuần tra để tăng cường các hoạt động kiểm soát. Nhóm nhân viên đầu tiên sẽ được cử đi vào ngày 29 tháng 11. Frontex cho biết nhận thức sâu sắc về khía cạnh nhân đạo của tình hình hiện nay và khẳng định các quyền cơ bản của tất cả mọi người sẽ được tôn trọng và bảo vệ. Phần Lan có chung đường biên giới dài hơn 1.300 km với Nga. Phần Lan trở thành thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO từ mùa hè năm nay. Mới đây, Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại dải Gaza, khẳng định sẵn sàng tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân tại đây, cũng như hy vọng thỏa thuận này sẽ dẫn đến một lệnh ngừng bắn dài hạn giữa các bên xung đột. Phó Tổng Thư ký phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được sẽ mang tới thông tin tích cực cho người dân Israel và dải Gaza, cũng như tạo thêm niềm tin về việc trả tự do cho các con tin. Ông nhấn mạnh, hiện các cơ quan nhân đạo được triển khai và sẵn sàng tăng khối lượng viện trợ để đưa vào và phân phối trên khắp dải Gaza. Tổ chức phân tích quốc phòng Global Firepower đã công bố bảng xếp hạng 10 quốc gia có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới trong năm 2023. Theo đó, 3 vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng này lần lượt thuộc về Mỹ, Nga và Trung Quốc. Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2023 của Global Firepower đánh giá 145 quốc gia, xem xét dựa trên hơn 60 yếu tố riêng biệt như quân số, khí tài quân sự, tài chính ổn định, vị trí địa lý và nguồn lực sẵn có. Những yếu tố này góp phần tạo nên điểm chỉ số sức mạnh Power Index. Với số điểm càng thấp thì khả năng quân sự càng mạnh. Theo đó, đứng đầu bảng xếp hạng là Mỹ, với mức chi tiêu quân sự lên tới 800. Nga hiện duy trì quân số hơn 1,3 triệu người, 0,0712. Quân số của Mỹ hiện là 1,8 triệu người. Đứng thứ hai là Nga, với mức chi tiêu quân sự đạt 864 tỷ đô la Mỹ. Điểm Power Index là 0,0714. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 23 tháng 11 cho biết, Trung Quốc thông báo họ không phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường hoặc mới hay biểu hiện lâm sàng bất thường nào, kể cả ở Bắc Kinh và Liêu Ninh, mà chỉ có sự gia tăng chung các bệnh về đường hô hấp do nhiều nguyên nhân đã được biết đến. WHO cho biết, các cụm bệnh viêm phổi chưa được chẩn đoán ở Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh chủ yếu là do vi khuẩn Mycoplasma pneumonia. WHO đề nghị Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về số ca bệnh hô hấp gia tăng và những cụm viêm phổi ở trẻ em. Trước đó, WHO cho biết Trung Quốc ghi nhận số ca mắc bệnh hô hấp giống cúm gia tăng từ giữa tháng 10, tương tự khi đại dịch COVID-19 bùng phát 3 năm trước. Theo quy định, Trung Quốc cần phản hồi WHO trong vòng 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, các y bác sĩ đang ngày đêm thầm lặng công hiến trí tuệ, công sức của mình. Với họ, ngoài trình độ chuyên môn, kỹ thuật giỏi, tay nghề cao, thì cần có tấm lòng bao dung, sự tận tâm và hơn hết là ý đức của người thầy thuốc. Đây cũng là những hình ảnh chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong một khoảnh khắc Lào Cai ngày hôm nay. Thank you.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh ít mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, đêm về sáng trời rét, vùng cao trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng 26 đến 27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống ngưỡng từ 12 đến 15 độ C. Hiện thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, vậy nên người dân cần chú ý giữ ấm khi đi ra ngoài, bổ sung vitamin, dưỡng chất để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nếu quý vị muốn có một kỳ nghỉ dưỡng cho gia đình vào ngày cuối tuần này, thì Sapa và Bắc Hà sẽ là những địa điểm lý tưởng, thời tiết tạnh giáo, ban ngày trời nhiều mây, nắng đẹp, rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời. Còn sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.